lộ danh tính 6 cán bộ thanh tra Bộ Xây dựng trong vụ vòi tiền trục tỷ. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tin tức dân trí. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó trưởng phòng phòng chống tham nhũng và ông Đặng Hải Anh, chuyên viên phòng thanh tra xây dựng đang bị bắt giữ tạm giam trong công an tỉnh Vĩnh Phúc để điều tra về hành vi nhận hối lộ quy định theo điều 354 Bộ luật hình sự năm 2015. Theo tìm hiểu của phóng viên dân trí, ngày 5 tháng 4 năm 2019, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chánh thanh tra Bộ Xây dựng ký quyết định thanh tra công tác quy hoạch, quản lý, thực hiện quy hoạch được duyệt, công tác cấp phép xây dựng, quản lý sau cấp phép và công tác quản lý đầu tư xây dựng tại một số dự án trên địa bàn huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Đoàn thanh tra gồm 6 người: bà Nguyễn Thị Kim Anh, Phó trưởng phòng phòng chống tham nhũng; thanh tra viên chính làm trưởng đoàn bà Lưu Vân Oanh, Phó trưởng phòng; thanh tra viên làm phó trưởng đoàn bà Nguyễn Thị Kim Liên, thanh tra viên chính thành viên; bà Ứng Thị Phương Hiền, thanh tra viên thành viên; bà Nguyễn Thủy Linh, thành viên; ông Đặng Hải Anh, thành viên. Trong văn bản vừa gửi tới Bộ Thanh tra Bộ Xây dựng, Công an Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết bà Nguyễn Thị Kim Anh, 44 tuổi, đã có hành vi nhận hối lộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra tại huyện Vĩnh Tường. Hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Thị Kim Anh quy định tại Điều 354 Bộ Luật Hình sự năm 2015 hiện đang bị bắt tạm giữ tại trại giam của Công an tỉnh Vĩnh Phúc, thông báo đến Đảng bộ Thanh tra Bộ Xây dựng và chi bộ phòng chống tham nhũng được biết và thực hiện đúng các quy định của Đảng đối với đảng viên phạm tội. Kết quả xử lý đề nghị thông báo bằng văn bản cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc, văn bản nêu rõ. Tương tự, cảnh sát điều tra cũng cho biết ông Đặng Hải Anh, 38 tuổi, chuyên viên phòng thanh tra xây dựng 2, bị điều tra về hành vi nhận hối lộ tại Điều 354 Bộ Luật Hình sự năm 2015 và đang bị tạm giam tại trại giam Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Theo thông tin từ Chánh văn phòng Bộ Xây dựng Tạ Quang Vinh, những cán bộ còn lại đã được về nhà trở lại. Liên quan đến vụ việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc và các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng kết quả trước ngày 1 tháng 8 năm 2019. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube Tin tức Dân trí để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày các bạn nhé. Sơn La nâng điểm thi giá 1 tỷ đồng bằng lương 30 năm làm nghề giáo. Một giáo viên đi dạy bằng sức lao động chính đáng, tính cả tiền dạy thêm, gia sư, tích góp cả đời cũng khó lòng chạm đến con số tiền 1 tỷ đồng. Đó là chia sẻ của giáo viên trước thông tin về gian lận điểm thi ở Sơn La. Có bị can khai với công an để rút bài thi sửa điểm 3 môn đạt mức điểm theo yêu cầu trong tổ hợp xét tuyển đại học, trung bình mỗi trường hợp giá là 1 tỷ đồng.